Đây là chương trình tin tức cập nhật thiên sự và thời sự diễn ra khắp nơi trên thế giới. Cùng quý chữ thiên vị và quý khán thính giả đang đón xem bản tin ngày 3 tháng 3 năm 2023 của kênh Kỷ Nguyên Thánh Đức. Bản tin ngày hôm nay gồm có các nội dung chi tiết như sau. Vụ tai nạn tàu hỏa kinh hoàng ở Hy Lạp. Vào ngày 28 tháng 2, một vụ tai nạn tàu hỏa kinh hoàng đã xảy ra ở miền Bắc của Hy Lạp, khiến ít nhất 47 người đã thiệt mạng và gần 100 người bị thương. Hiện trường cho thấy hai đầu tàu và nhiều toa phía trước bị nát vụn và bẹp dúm. Được biết, vụ tai nạn xảy ra vào giữa đêm sau khi một đoàn tàu chở khách đi từ Athens đến thành phố phía bắc Thessaloniki đã tông thẳng đầu vào nhau với một đoàn tàu chở hàng bên ngoài Larissa. Trận động đất 5,6 độ lại tàn phá Thổ Nhĩ Kỳ. Theo Cơ quan Quản lý Thảm họa và Ứng phó Khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, vào ngày 27 tháng 2, một trận động đất mạnh 5,2 độ Richter đã tấn công vào khu vực tỉnh Malatya, miền đông của nước này. Trận động đất đã khiến hàng trăm người bị thương vong, đồng thời khiến hàng trăm ngôi nhà bị sụp đổ và hư hại nghiêm trọng. Trận động đất xảy ra vào lúc 12 giờ ở độ sâu khoảng 7 km. Dư chấn cũng đã được cảm nhận ở các tỉnh lân cận. Sau 4 trận động đất kinh hoàng liên tiếp xảy ra ở miền Trung 7,5 độ và 7,8 độ Richter vào ngày 6 tháng 2, ở miền Nam 6,4 và 5,8 độ vào ngày 20 tháng 2, đã cướp đi sinh mạng của hơn 43.000 người dân nước này, đồng thời khiến hàng ngàn ngôi nhà bị sụp đổ. Được biết, Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia nằm ở khu vực Biển Đen, là điểm nối giữa 3 châu lục Âu, Á và châu Phi. Phía Tây Bắc giáp với châu Âu, phía Đông Bắc giáp với Tây Á và Nga, phía Nam Biển Đen nối liền với châu Phi. Sau 5 trận động đất mạnh liên tiếp và xuất hiện nhiều vết nứt dài khổng lồ trên mặt đất, cho thấy trong lòng đất đang có những dấu hiệu bất thường ở khu vực này, dường như các châu lục đang có sự di chuyển để tách biệt.
động đất 6,1 độ tấn công Hokkaido, Nhật Bản. Vào cuối tuần qua, một trận động đất mạnh 6,1 độ Richter đã làm rung chuyển Hokkaido miền Bắc của Nhật Bản, với độ sâu khoảng 43 km. Trận động đất đã gây rung lắc dữ dội nhiều nhà cửa và đồ vật. Hiện chưa rõ về thương tích và thiệt hại về cơ sở hạ tầng. Xuất hiện nhiều hố sụt khổng lồ sau trận động đất Konya, Thổ Nhĩ Kỳ. Một hố sụt có đường kính 37m và sâu 12m đã hình thành ở quận Karabina của Konya sau những trận động đất liên tiếp ở Thổ Nhĩ Kỳ. Theo Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Upgroup của Đại học Kỹ thuật Konya, giáo sư tiến sĩ Futala Arit cho biết, chúng tôi quan sát thấy các hố sụt gia tăng mạnh sau các đợt mưa. Một trong những nguyên nhân quan trọng ảnh hưởng đến sự hình thành hố sụt và lớp phủ dày trên cùng là động đất. Sự hình thành các hố sụt ở quận Karabina của Konya và các tỉnh lân cận đang gia tăng từng ngày. Có một hố sụt đã xảy ra ở khu vực giữa hai nơi đứt gãy vào hai tuần trước. Cùng lúc 7 cơn lốc xoáy tấn công Hoa Kỳ. Theo Trung tâm Khí tượng và Thời tiết Hoa Kỳ cho biết, nhiều cơn lốc xoáy đã tấn công vào các tiểu bang của nước này trong tuần qua, với sức gió lên tới 114 dặm giờ, khiến hàng chục ngàn người bị mất điện ở Oklahoma sau cơn lốc xoáy kỷ lục. Các khu vực khác như Kansas và Texas cũng bị thiệt hại nặng nề.
Bão tuyết chôn vùi California, Hoa Kỳ. Mùa đông năm nay đang ngày càng trở nên khắc nghiệt hơn ở California của Hoa Kỳ. Sau những cơn mưa bão tuyết kỷ lục chôn vùi nhiều thành phố và nhà cửa, xe cộ không thể di chuyển được, khiến người dân đi lại hết sức khó khăn. Lũ lụt nhấn chìm 6 tiểu bang ở Malaysia. Sau những trận mưa như trút nước kéo dài từ ngày 27 tháng 2 đến ngày 1 tháng 3, đã khiến 6 tiểu bang của Malaysia bị nhấn chìm trong nước. Khoảng 25 con sông đã bị tràn bờ và vượt mức nguy hiểm. Gần 26.000 người đã phải sơ tán và di chuyển đến nơi an toàn. Bão bụi tấn công tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Vào tối Chủ nhật ngày 26 tháng 2, một cơn bão bụi đã đổ bộ vào khu vực Lubbock và South Plains thuộc tiểu bang Texas của Hoa Kỳ.
với sức gió đang thổi là 75 dặm giờ. Tầm nhìn bị che khuất và ảnh hưởng nghiêm trọng. Giao thông di chuyển khó khăn, không khí bị ô nhiễm nặng nề. Bão nhiệt đới càn quét Quảng Đông, Trung Quốc. Vừa qua, một cơn bão cực mạnh đã đổ bộ và càn quét vào khu vực mậu danh thuộc tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc. Với sức gió 175 km/h đã gây tốc mái nhiều ngôi nhà và quật ngã nhiều cây cối ven đường. Hơn 400 chuyến bay đã bị hủy bỏ và tạm thời đóng cửa nhiều lớp học. Cảm ơn quý chư thiên vị cùng quý khán thính giả đã đón xem chương trình tin tức hôm nay. Quý chư vị hãy ấn like, thích và đăng ký kênh để cập nhật liên tục các bản tin thời sự và chương trình mới nhất của kênh Kỷ Nguyên Thánh Đức. Mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau. Sâm hoạt huyết dưỡng não Neurosâm, chống oxy hóa, thanh lọc và trung hòa gốc tự do, tăng cường hoạt huyết, chống huyết khối, dưỡng não, bồi bổ hệ thần kinh, cải thiện trí nhớ. Chống viêm, chống thoái hóa tế bào thần kinh, giảm các tình trạng do thiểu năng tuần hoàn máu não như đau đầu, chóng mặt, hoa mắt, ù tai, buồn nôn. Neurosum, món quà cho trí não từ tinh hoa dược liệu vùng cát biển. Neurosum, thực phẩm bảo vệ sức khỏe của tập đoàn Savirup. Sâm xương khớp Bozosum, hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, giảm tay chân tê mỏi do thoái hóa khớp, thấp khớp, viêm đa khớp dạng thấp. Làm chậm quá trình thoái hóa xương khớp, tăng sinh dịch giúp nuôi dưỡng sụn khớp, ngăn chặn và đẩy lùi các cơn đau do bệnh xương khớp, thoái hóa khớp. Bozosum, giải pháp hỗ trợ điều trị và bảo vệ xương khớp từ tinh hoa dược liệu vùng cát biển. Bozosum, thực phẩm bảo vệ sức khỏe của tập đoàn Savirup.